Xét về mặt hành chính, nước ta có tất cả 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, xét theo quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính theo quyết định 1211 năm 2016, được sửa đổi bổ sung bởi nghị quyết 27 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số tỉnh thành đang không đáp ứng tiêu chuẩn và dự kiến sẽ được vào diện sáp nhập. Trong đó có 10 tỉnh thành không đáp ứng đủ tiêu chí diện tích tự nhiên, gồm Bắc Ninh hiện có diện tích 803,87 km2, Hà Nam 851 km2, Hưng Yên 923,09 km2, Vĩnh Phúc khoảng 1.371 km2, Đà Nẵng 1.284,88 km2, Ninh Bình 1.377,57 km2, Cần Thơ 1.401,6 km2, Vĩnh Long 1.527 km2, tỉnh Thái Bình 1.542 km2, tỉnh Nam Định 1.668 km2. 10 tỉnh thành không đáp ứng đủ tiêu chí về dân số gồm Bắc Cạn 316.000 người, Lai Châu hơn 460.000 người, Cao Bằng hơn 531.000 người, Kon Tum 540.000 người, Ninh Thuận là hơn 598.000 người, Điện Biên hơn 598.000 người, Đắk Nông là gần 625.000 người, Quảng Trị là hơn 638.000 người, Lào Cai là hơn 730.000 người, Hậu Giang hơn 733.000 người. Theo Nghị quyết 1211 sửa đổi bổ sung bởi Nghị quyết 27, các tiêu chí của tỉnh bao gồm: về quy mô dân số, các tỉnh phải có dân số từ 1.400.000 người trở lên, riêng các tỉnh miền núi, vùng cao là 900.000 người trở lên. Về diện tích tự nhiên, các tỉnh phải có diện tích 5.000 km2 trở lên, riêng tỉnh miền núi, vùng cao là 8.000 km2 trở lên. Về số đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh, có từ 9 đơn vị trở lên, trong đó có ít nhất một thành phố hoặc một thị xã. Các tiêu chí của thành phố thuộc tỉnh, quy mô dân số từ 150.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 150 km2 trở lên, có ít nhất 10 đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã là 65% trở lên, đã được công nhận là đô thị loại 1 hoặc loại 2 hoặc loại 3, hoặc khu vực dự kiến thành lập thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại 1 hoặc loại 2 hoặc loại 3. Cơ cấu trình độ phát triển kinh tế xã hội đáp ứng các tiêu chí theo phụ lục kèm theo nghị quyết 27. Tiêu chuẩn thành phố trực thuộc trung ương bao gồm: quy mô dân số từ 1 triệu người trở lên, diện tích tự nhiên từ 1.500 km2 trở lên, số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc có từ 9 đơn vị trở lên, tỷ lệ số quận, thị xã, thành phố trực thuộc trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện từ 60% trở lên, trong đó có ít nhất là 2 quận, đã được công nhận là đô thị loại đặc biệt hoặc loại 1 hoặc khu vực dự kiến thành lập thành phố trực thuộc trung ương đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại đặc biệt hoặc loại 1. Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội đạt quy định tại phụ lục ban hành kèm theo nghị quyết 27. Như vậy, theo quy định nêu trên, các tỉnh thành không đáp ứng điều kiện về quy mô dân số, diện tích có thể sẽ phải sáp nhập. Hiện chưa có lộ trình chính thức nào về việc sáp nhập các tỉnh thành nêu trên. Nếu quan tâm đến thông tin này, vui lòng theo dõi website của Luật Việt Nam.vn. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất các văn bản liên quan đến địa giới hành chính. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu cảm thấy hữu ích, hãy like và chia sẻ cho người khác cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.